Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 10 đô la cái token Gemstone. Để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thì thực hiện các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo kích chọn Start này, rồi Join Airdrop, sau đó thì sẽ join vào Telegram. Ok, quay trở lại này, follow Twitter và retweet bài đăng. Mọi người chọn theo dõi cho mình. Tiếp tục chọn like và retweet. Sau đó quay trở về bot. Rồi tiếp vào kênh liên kết của nó. Ok, quay trở lại này. Mọi người sẽ retweet bài đăng ở trong kênh liên kết này. Rồi trong cái kênh airdrop này mọi người sẽ tìm đến cái bài đăng của nó nhé. Có vẻ như là bài đăng nó chưa được đăng ở trên cái kênh này. Thì mọi người cứ like và retweet một bài đăng bất kỳ cho mình. Ngay bài đầu tiên đi. Rồi sau đó quay trở về bot. Bấm chọn regit này. Rồi sau đó xác minh hình ảnh captcha nhé. Mọi người sẽ chọn hình ảnh captcha bên dưới này. Gửi cho nó địa chỉ email. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ ví. Rồi sau đó gửi profiling Twitter này, copy này. Ở đây mọi người sẽ chỉnh sửa lại username nhé. Và nhập username của mọi người vào. Rồi tiếp theo thì gửi cái đường link retweet bài đăng ở trong Twitter ban đầu ấy. Mọi người quay lại Twitter cho mình. Rồi trở về đây. Ở đây, đây chính là cái bài đăng mọi người đã retweet này. Chọn chia sẻ, sau đó thì sao chép liên kết. Quay trở về này, mọi người dán cái liên kết vào đây. Rồi chọn I have và join. Tiếp tục một lần nữa, sau đó chọn đôn. Ok, trở về menu chính và có thể xem cái thông tin về dự án này. Thì dự án này nó sẽ phân phối vào ngày 31 tháng 10. Đó, ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.